bán thêm là gì? Thôi thêm là sẽ đi chấp. Bán học lớp mấy? Bạn thôi học lớp năm. Bán học chung gì? Thôi học trường SSIS. Bán thích học thể dục không? Thôi thích học thể dục. Thôi bán đến đường gì? Thôi đến chủ nhật Thái Lan. Thái Lan có gì? Thái Lan có trường phát bang bang. Bán thích ăn trái gì? Thôi thích ăn trái dược đu đu. Ok. Bạn tên là gì? Tôi tên là Đăng Kiên. Bạn học lớp mấy? Bạn học lớp 5. Thôi học lớp 5. Bạn học trường gì? Bạn học trường SSIS. Bạn thích học thể dục không? Thôi thích học thể dục. Bạn đến từ nước gì? Tôi đến từ nước Đài Loan. Đài Loan có gì? Gì? Đài Loan có nhiều Taipei 101. Bạn thích ăn trái gì? Tôi thích ăn trái dưa hấu. Bye bye. Wait. Oh.